Rồi, bên em 12 ly 5 nha. Đây, Vinh Đông. Đây, hiểu của em nó. Quay. Chạy 62 nha. Mập nha. Của em đây. Nhìn thôi là phê rồi. Vàng là những thứ quỷ diệt nha. Rồi 62 tự do. Một nhật nha. Chơi sẵn cho anh em máu mông cổ nha, thích là gác lên nha. Rồi rồi ok anh em, em đã được lên trên bệ nghiêm chỉnh rồi nha. Tăng tiếng rồi, trang bị của em là bình bông nhật nha. Rồi thì em đã được lên bệ như thế này và cũng đã được tấn cho qua lướt nhanh.
bước nhanh cho qua cái tua rô đai rồi nha. Bây giờ là tới đúc khởi động em và kiểm chứng vài ống ga xăng cổ của em nha, coi quy lực của em bình bông bô đam 62 muôn thở là một chữ T nha. Sướng với cây bồ đam nha. Anh em bô đam luôn là như thế, uy lực dũng mãnh. Rồi sau khi làm gì làm, buông ra em nó bằng khoảng mượt mà như thế này là cục máy để chỉnh chu cho anh em nha. Gan tì thì thầm mùi sân luôn, sướng hết biết rồi còn gì. Không còn lời để tả luôn. Rồi thì một vài ống ga kiểm chứng nhà em nó nha. Những cục máy cháy lớn như thế này thì tính cũng không có dám làm quá em nó nha anh em. Rồi với những cục máy lớn thì vài ống ga nhẹ em nó như thế nha. Mọi thứ sau khi đó để anh em về, anh em còn gác lên trên xe chạy rô đai nhẹ hay bình xăng lớn nữa nha. Sau khi hết hai bình xăng lớn rồi thì lúc đó anh em sẽ có câu trả lời cho cục máy của mình nha. Rồi.
Rồi, tư thế của em nó. Là có đề nha. Rồi, ok anh em. Thì sau khi hoài ống ga nhẹ với em xong thì đã cảm nhận được em rất là hung hăng nha. Rồi thì clip tới đây cũng đã hoàn chỉnh. Thì Tuấn xin dừng clip tại đây. Và bây giờ Tuấn nghe ngóng tình hình để coi còn gì canh chỉnh, cần canh chỉnh Tuấn canh chỉnh cho anh em một phát nữa. Rồi chỉnh chua nhất rồi Tuấn giao máy về cho anh em nha, để anh em gác lên xe Vivo nha. Rồi. Một câu muôn thở, Tuấn xin chúc tất cả anh em gần xa, tất cả anh em mọi miền tổ quốc, tất cả anh em mọi ngành nghề khác nhau và tất cả gia đình của anh em nữa, Tuấn xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe nha. Và sau đó tất cả anh em chúng ta và gia đình của chúng ta sẽ sống mãi ngay từ bây giờ cho tới hết cuộc đời này với bốn chữ thành công hạnh phúc nha anh em. Rồi Tuấn xin chào, hẹn lại anh em với clip sau nha.